Bà trùm băng đảng đầu rắn và đường dây buôn người khác tiếng bằng thùng container. Bà trùm Trung Quốc có biệt danh là chị Ping, là kẻ chuyên đưa người nhập cư trái phép vào các nước phương Tây và băng nhóm của bà ta kiếm về hàng triệu đô la Mỹ trong suốt 20 năm do hoạt động mất nhân tính này. Mẹ của các đầu rắn Chị Ping được mệnh danh là mẹ của các đầu rắn, những kẻ kiếm được hàng triệu đô từ việc buôn người trái phép trong suốt 20 năm. Bà trùm băng đảng ngầm chị Ping đã chết trong một nhà tù ở Texas, nước Mỹ vào năm 2014 khi đang lãnh án 35 năm tù vì tội xây dựng mạng lưới buôn người tinh vi nhất thế giới. Bà được ước tính đã đưa tới 200.000 người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Tại phiên tòa xét xử ở New York vào năm 2005, chị Ping được mô tả là hiện thân của ác quỷ kẻ đã làm giàu bằng cách đưa nhiều thế hệ người Trung Quốc đi nhập cư trái phép khắp thế giới, với giá là 20.000 bản cho mỗi trường hợp kể từ đầu những năm 1980. Khoản nợ này sẽ được các nạn nhân trả bằng tiền lương của họ từ những công việc lao động chân tay sau khi được vận chuyển thành công vào nước ngoài. Hoặc người thân của họ ở các tỉnh Phúc Kiến, nơi được gọi là cái nôi buôn người của Trung Quốc sẽ phải trả bằng cách vay tiền từ chính chị Ping. Cảnh sát cuối cùng đã truy lùng và bắt được bà Trùm trong khu Chinatown ở New York và bỏ tù người phụ nữ này vì tội buôn người. Nhưng mặc dù chị cả bị giam giữ rồi chết sau song sắt, băng đạn đầu rắn vẫn tiếp tục hoạt động, thậm chí còn lớn mạnh dù thủ lĩnh mới vẫn là một ẩn số. Ước mơ đổi đời của những nạn nhân không có chỉ pin bằng đạn tiến bộ theo thời đại bằng việc sử dụng các ứng dụng mạng xã hội, bao gồm cả Tinder, Momo và WeChat với những lời hứa hẹn có cánh như du lịch an toàn 100%. Đường dây đầu rắn quảng cáo dịch vụ trên các ứng dụng bằng những khẩu hiệu hấp dẫn như qua cửa khẩu cực nhanh hay chỉ thanh toán khi đến nơi. Những người Trung Quốc mơ ước có được một cuộc sống mới ở đất khách sẽ phải chuyển khoản online trước số tiền là 5.000 nhân dân tệ, tức là 16,5 triệu đồng sau đó họ sẽ bị nhồi nhét vào thuyền hoặc là xe container để thực hiện một chuyến hành trình dài tăm tối và đầy rủi ro Người Trung Quốc, đặc biệt là những người có trình độ học vấn thấp liên tiếp bị dụ dỗ tới châu Âu và Bắc Mỹ bằng những lời hứa về mức lương cao hơn nhiều so với số tiền họ có thể kiếm được ở quê nhà bất chấp những rủi ro đáng kể. Các nạn nhân sẽ muốn rời khỏi Trung Quốc với hy vọng có được một cuộc sống tốt hơn ở Anh. Nhưng hành trình đến Anh của họ rất khốn khổ và đầy rủi ro. Phải sống hàng tháng trời ở thùng sau của những chiếc xe tải trong điều kiện bẩn thỉu và nguy hiểm hầu hết các nạn nhân sẽ được bay từ Trung Quốc đến Serbia và sau đó được vận chuyển bằng đường bộ qua Hungary, Áo và Pháp, cuối cùng là ngồi thuyền từ Bỉ hoặc Hà Lan để đến Anh. Mike Reswell, cựu cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Lancashire, người từng tham gia điều tra thảm kịch khiến 23 người nhập cư Trung Quốc chết đuối ở về Small nước Anh vào năm 2004, nói với BBC rằng Hầu hết những nạn nhân được vận chuyển theo đường dây của băng đảng đầu rắn, Lisa Yam, một luật sư chuyên về người nhập cư từ Trung Quốc phát biểu: "Chúng tôi không thể hiểu lý do nào khiến cho nhiều người Trung Quốc chọn đến Anh bằng con đường này". Những chiếc xe tải nhộn nhịp về đêm ở cảng Asad. Cựu nhân viên bảo vệ cảng Asad, nơi phát hiện thi thể của 39 người chết trong container, hôm ngày 23 tháng 10, ông Galit Lidkli, 61 tuổi, đã mô tả sông Tham ở cảng trở nên sống động vào ban đêm khi những người nhập cư được đưa đến. Ông Lidkli, sống đối diện cảng, từng làm việc sau trong 6 tuần tại nơi đây vào năm 2012, khẳng định rằng có nhiều xe buýt mini đến đón những người nhập cư trái phép sau khi họ được đưa vào cảng. Mấy chiếc xe buýt mini để ở đó vào ban đêm đi đón họp những nạn nhân. Mùa hè năm ngoái, trong đợt nắng nóng, tôi đã tặng chai nước cho hai bé gái mới 5 tuổi, khi trông thấy chúng vô cùng tuyệt vọng, ông Laisley chia sẻ. Ông Laisley cho biết thêm an ninh ở cảng khá lỏng lẹo, máy quét x-quang sử dụng để scan khách và xe tải. Chỉ được đưa đến 2 tháng một lần và được sử dụng trong một ngày để quét các phương tiện nhập cảng. Một người dân địa phương sống trong khu vực này 30 năm cho biết dù những nạn nhân qua đời khiến anh ta đau lòng và buồn bã, nhưng anh ta không lấy làm ngạc nhiên về những gì đã xảy ra. Trước vụ việc 39 người chết xảy ra vào hôm ngày 23 tháng 10, đã có hai trảm kịch tương tự khác liên quan tới người nhập cư Trung Quốc từng gây chấn động nước Anh. Năm 2000, tại cảng Châu v, 58 thi thể người Trung Quốc đã được tìm thấy. Bên trong một chiếc xe container mà nguyên nhân tử vong được xác định là bị ngạt khí. Các máy quét được sử dụng để phát hiện người đi lậu trong các xe tải, nhưng một số nguồn tin cho biết chúng không hoạt động tốt trên các thiết bị lạnh. 4 năm sau, 23 người Trung Quốc khác bị nhóm dẫn dắt nhập cư. Nhẫn tâm bỏ rơi trên bãi biển ở Vịnh Moskambi khiến họ chết đuối. Linh Liangren, kẻ đứng sau vụ việc, đã bị tuyên án 14 năm tù. thế giới ngầm kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm chùm xã hội đen mafia hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào